Mua Liên Quân và Liên Minh Huyền Thoại tại chợ A.vn. Ok, hello mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình nè. Thì mình là bà channel đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với bà channel official của mình ngày hôm nay nhé. Ok. Thì hôm nay sẽ một cái clip nhân dịp mà kênh mình sẽ được comeback trở lại. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái món gọi là cũng tương đối xương xương thôi, cũng tầm vài củ thôi. Thì bây giờ mình sẽ biến ra, bây giờ mình sẽ từ đây mình sẽ biến ra các bạn nha mọi người nha. Và để xem món đó là món gì nha. Ok mọi người nha. Let's go. Ok mọi người ơi, thì hôm nay cái món mà mình sẽ review cho mọi người đó chính là con Becca nha mọi người nha. Cái đính quỷ này vô duyên quá mày né ra quay. Đây mọi người nha, đây là mình sẽ quay clip về review con Alaska này nha mọi người nha. Thì xương xương thôi, nhà quê mới lên mà thì cũng không biết ăn gì nhiều, thôi kệ quốc đại con tôm Alaska xương xương tầm 2,5 triệu thôi nha. Đó thì ok, nếu như anh em thích video này thì hãy nhớ nhấn cho mình like, share và chia sẻ, cũng như ấn nút đăng ký và lắc cái chuông bên cạnh để mỗi khi thông báo mình ra video sắp tới nha anh em. Ok thì bây giờ sẽ không linh ta linh thuyên nữa, thì bây giờ mời mọi người sẽ ăn cùng với mình nha. Ok, bây giờ mình sẽ bóc cái gì trước nhỉ? Oh my gosh. Ok, và bây giờ là mình sẽ bóc trước nhẹ cái quả càng nha anh em. Trời ơi, cái càng nhìn mặt tôi nè, đó, không bằng một cái mặt của người, không bằng một cái càng luôn. Thì bây giờ mình sẽ bỏ cái đầu nó ra trước nha. Má nhà quê mới lên mọi người ơi, ăn con tôm mà giờ không biết đập sao luôn đó, cho dù là làm phải chịu. Oh no. Trời nhiễu luôn rồi. Cái gì á? Không sao quá rồi. Ăn không lét tắm luôn mọi người. Nha nè. Cái này đập nó cứng quá. Thì sẽ cho ra hết nha. Ủa, nó chảy nước kìa, nóng quá. Nghiêng lên. Ôi. Ok mà mọi người ăn cùng với mình nha. Ok. Rồi luôn. Nó nha anh em, giòn giòn, sực mà bé béo thế nha nè. Thì một cái quả càng của nó không thành thịt bên trong nó rất là nhiều nè mọi người. Đây cả. Đủ thấy rồi mọi người. Thì okay. Thì sẽ chấm bằng cái nước chấm bữa nay là muối tiêu chanh nha mọi người nha. Đó, nước nghĩa không sao đâu. Chưa từng được béo mọi người. Đấy. Ừ, đấy đó. Đó, thì ok mọi người nha. Muốn mặt con này có chỉ lắm. Chỉ gì? Cái chỉ lưng. Không. Nên nó có mà. Ồ, tôi thấy người ta mấy anh YouTuber quay review chuyên nghiệp lắm anh em. Quay mà kiểu bóc ra nguyên được nguyên cái càng luôn, tôi bóc cũng được mọi người. Bà anh em không nghĩ nha. Ai biết bóc chị tôi bóc comment phía bên dưới cho tôi biết luôn nha. Thì cũng lâu rồi tôi không có ra video anh em, sau đây anh em hơn tháng rồi cũng có ra video được nữa. Tại vì do bận một cái thời kỳ gọi là giải quyết nội chuyện là bổ của công ty, cho nên là không có vào clip được cho anh em coi. Nó lại đang tranh giành dữ lắm mới lụm lại được cái kênh đó mọi người, chứ không là bị mất trắng rồi. Cực lắm. Thì mọi người cũng thông cảm cho mình, sorry mọi người nha. Thì mọi người ráng cày view ủng hộ lại cho mình để sắp tới mình ra những video clip mà vui vui xíu nha mọi người. Đấy. Đâu có gõ được đâu mà cầm gõ như thế này vậy má. Thì ok mọi người. Tới đó đá. Cái càng này nó rất là nhiều thịt nha mọi người. Cái càng này nó rất là nhiều thịt luôn. Trời ơi. Ăn một con này là cả một cái vấn đề. Đây, trời ơi, cuối cùng tôi cũng bóc ra được một cái quả càn nè. Vui sợ. Mấy cô em ngon lắm rồi. Mà mọi người nghe. Mọi người
của anh em à. Bây giờ mình sẽ bóc cái đậm nữa nha. Không biết cái này còn đó thì ok mọi người, thì tôi làm clip tôi để thông báo là tôi chính thức tôi comeback và tôi sở hữu cái kênh này nha anh em, chứ không phải là tôi ấy nha. Nè cái nước của nó mới chảy anh. Ngon mọi người, cái đầu nó rất là nóng luôn. Đây mọi người ơi, bên trong nó rất là nhiều gạch. Thấy nó rất là nhiều gạch cho mọi người. Mình nghĩ là mình sẽ ăn thêm một quả càng nữa đi. Chứ để quả càng mà họ không ai ăn nữa thì nó sẽ rất là uổng nha mọi người. Đây à, đã làm clip và bên đây sẽ làm clip tới cho mọi người. Ừ. Bây giờ làm bài quá. Ăn con cua này là phải cùng clip mà quay phim chung á thì nó sẽ rất là vui nha mọi người. Đợi đi, đáng đợi khi nào mà tôi có ấy thì tính tiếp nha mọi người nhé. Bây giờ là quay video tiếp nè. Thì bây giờ mình cũng bận gọi là việc công ty khá là nhiều nên là giải quyết vụ nội bộ á, cho nên là cũng không có gọi là clip cho anh em coi được, anh em thông cảm nha. Bây giờ sẽ bấm cái đầu của nó ra nè. Đây đây đây, bây giờ sẽ bấm cái đầu của nó. Bóc cái đầu ra nha. Đó, thì anh nay ăn chung là cũng với gia đình mình nha, mà tại vì mấy người đó ngại ống kính đó mọi người, nên là không có bao giờ nhắn lên clip vậy. Ok mọi người ơi, rồi gạch quá trời nè mọi người. Cái đầu này mốt tôi sẽ để lên, tôi phơi khô xong tôi về tôi để chân lên, má kỷ niệm tích. Ok mọi người. Đó, thì nay hơi ồn xé là tại vì ăn chung với gia đình mình cho nên là nó sẽ không có bóc nha. Ok mọi người, nước chấm quyền hội Made in by Video TV làm cho tôi nha mọi người. Đây, mọi người hãy subscribe kênh ảnh và giờ bữa anh sẽ ra thêm vài cái clip và công thức chế biến nước chấm thế này nha. Ngon lắm. Cái phần này ăn được. Ngon chết á. Thì clip này mình sẽ post vào ngày mai nha. Nếu như các bạn coi clip này là ngày mai mình mới post được nha, tại vì mình edit khá là lâu quá cho nên là mọi người cả nha. Phần này ăn được mà thôi. Chấm nó lại ngon quá. Chấm nó lại ngon. Đào lên lếp này gì trời. Thì cái mình của nó tắt sao ta. Cái mình của nó tắt. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ lượm thêm một cái quả càng nữa nha mọi người. Đây thông cảm. Hôm nay mình mua double hai con rồi cho nó là nhà mình con và mình con nha mọi người. Thì ok mọi người thì tiếp tục nha, sorry thông cảm nha. Chuyện nội bộ nó hơi xôn xao xíu thông cảm nha. Bây giờ tôi ngồi tôi đập cái càng ra này, không biết tới bao giờ nó mới ra được. Ok mọi người. Ok mọi người. Đấy thì mình phải cần một bậc phụ huynh cao cả đặt cho mình chiếc ăn kiểu này làm hồi tắm mê luôn mọi người. Đó thì bây giờ mình sẽ ăn cái phần đầu nha mình. Ủa cái phần đầu đâu có thịt đâu. Hết rồi. Hết rồi hả? Đây mọi người, cái đầu này mình sẽ đeo đi phơi khô, mốt tôi sẽ để cái ăn cho biểu tượng nha mọi người. Ok,
kiểu này là dễ tốn tiền mua máy quay mới. Anh em biết sao không? Nước nó giăng vô tại máy quay chứ nó không có chống nước mọi người à. Oh no. Oh no. Bóc cái con thứ hai nha. Ok. Bây giờ mình sẽ bóc con thứ hai giùm mọi người nha. Đây. Ok. Thôi. Ok. Một cái và cái phần cái này nó là này. Không biết có ai thì comment phía bên dưới cho tôi biết nha. Chấm quyền thoại thì tôi thích chấm với cái này hơn, nhưng mà về phần nước mắm thì tôi cũng thích chơi nhiều, tại vì thứ nhất là muối ớt xanh đó, thì muối tiêu chanh thì nó sẽ ngon. Thấy nó mà tức á. Mình thịt lắm luôn á anh em, mà bây giờ tôi cái mình là tôi phải dùng tới cái biện pháp là lấy cái kéo, đúng rồi đúng rồi, mình mới lên có khác hả mọi người ha, ăn mà hả không biết làm sao cho được. Thì ở đây nó sẽ có một cái đường chỉ ở đây nè mọi người, xong mình sẽ lấy cái đường chỉ đó rồi. Cameraman tôi nó đi về quê ăn Tết rồi, cho nên là tôi không có quay clip được, rồi đi Đức cũng thịt luôn. Kiếm chỉ tao một cái chỉ. Đây mọi người. Đây. Ý. Mà mọi người nghe. Tôm này còn chút đinh nha mọi người. Mọi người, cái khúc đinh nó còn lắm nên là bây giờ tôi sẽ mau cho hết đó mọi người, thông cảm nha. Đó, hôm nay làm vlog hơi dài xíu. Với lại cái clip này cũng không phải là riêng tư hay là gì đâu mọi người. Mà làm một cái clip là quay đồ ăn ta ca vừa viên nha mọi người. Mình em thông cảm đi, bây giờ tôi cũng bỏ ra video là quý chị nó bỏ một công ty xong rồi mới đi quay được cho anh em coi. Chờ tôi đưa mém xíu là tôi bị mất cái kênh nữa đó bạn. Làm đi. Tại vì đơn giản là do nó hacker á. Nó bảo hacker nó mạnh. Giờ hồi bữa nay nó hack gì mạnh đó mọi người. Hai. Giờ hai cái đầu để đây demo nè. Hai đầu để đây demo nha anh em. Ta để gì đúng rồi. Hai đầu để demo nha anh em. Trời ơi. Mốt đem đi phơi khô xà lăn luôn. Cái càng này đập. Ủa gọi này đập ra chưa? Ok. Cái này nếu mà ăn đúng là phải đập ra rồi. Thấy với anh em. Đập ra phơi khô 3 ngày, lấy vô
hơi qua lửa. Đó, ok nè. Bí tôi thích nhất là phần dồn phần hai quả càng á, thì hai quả càng nó rất là ngon thịt luôn. Con này nếu mà nó ngon ăn với mình với hai quả càng thôi, còn như thì mình thấy là nó cũng không có bao nhiêu. Ngon quá mọi người ơi. Không biết anh editor lên xong nó làm clip lại cho em nha. Anh chấp lên rồi mọi người. Phải đỡ thèm và tắt mắt nha. Ủa còn cái khúc đít sao rút ra nha. Ok. Rồi mọi người cứ càng nhìn nha. Cái gì cho mấy chỗ này nó còn nha. Nó ngon lắm luôn á anh em. Thì sợ luôn. Tôi lần đầu mới ăn con này thì biết anh em. Ăn có bí quyết chấm chứ cái gì sao ngon. Anh em phải cầm lại hơi dưới mình với nha. Ở trong đây có các bạn fan nào của mình đã đang ăn chưa ăn rồi thì comment cho mình biết nha. Để tới tính sơn cua mấy bạn mà giờ kinh phí kênh mới lụm về nên là chưa bật cái đèn thì đảm đi. Đó thì sắp tới kênh nếu mà bật cái đèn tôi sẽ ra một con cua tới. Ủa hết chưa? Có ăn nữa không? Hết chưa? Ăn nữa không? Có tiền chạy mua thêm thôi. Thôi, thì bây giờ mình thì ok mọi người nha. Thì cuối cùng mình đã review xong coi con tôm Alaska này rồi nha. Thì nếu như anh em thích video này hay thì hãy nhớ cho mình like, share và chia sẻ, cũng như ấn nút đăng ký và lắc cái chuông bên cạnh mỗi khi thông báo mình ra video sắp tới nha anh em. Để tôm chào mọi người đi nha. Bye bye cô chú, bye bye mọi người. Bye bye.